speedrun Gundam. Họ để tí bốn chân, năm chân, sáu chân, bảy chân. Chẳng ra random.org số 1, số 2. Speedrun này hơi lạ. Mẹ sao vậy? Số 1 là bộ Gundam, số 2 là bộ Ngọc Bích. Em làm mẹ nó 2 bộ nhỉ? Dưới rồi. Em phải lặng. Kìa, khó kìa. Đứng luôn ạ. À? Lên gì gì đó. Trên dưới, ở phải dưới lên nhỉ. Đây. Ủa bên này chắc cái chưa có off. Đợi đi. Nằm dưới rồi, dưới rồi. Dưới rồi. Phải dưới rồi. Ờ, chạy dưới. À chạy đâu. đâu rồi xuống đi anh em. Trên đấy, trên đấy. Không, ở trên chưa thấy gì. Trên dưới kìa. Mà ra đây. Bóp. Đoán. Ở trên kìa anh Tiêu. Là mò đứng cùng của Saki vậy. Để bẹn. Bị xích rồi hả? Dạ. Rồi xuống. Rồi chuẩn bị. Vô thôi. Đây rồi đó, lên nam rồi đó. Phải mình muốn được một phải nhất rồi. Đổi vị trí. Kèm rồi kèm. Từ từ để bắt năm bắt đã. Mà thôi đổi luôn đi, trên dưới đi. Cần nào chuẩn đổi mình chuẩn mất. Bắt. Từ cần nào chuẩn lên trên này hết. Ôi, mà mình lại bị to à. Á đủ. Mày đâu rồi. Đi. Mất. Cái nụ tông phát chạy ra ngoài luôn nè. Phải gì cái tông. Thôi xuống dưới đây. Phe lên trên đi bẹn đâu chứ như này làm gì. Lục tông. Kinh nông. Sau khi cái này có bị bắt nó thấy quả hút của nó. Để lên một hút phát vỡ tường luôn. Không, không hay. Quyết định rồi. Mình chơi game là phải chơi game thời đại, mua tí mua set gần đạp. Thấy không? Ngọc Bích lỗi thời rồi, mấy năm rồi. Chơi thì chơi đồ mới, game thời trang là phải chơi đồ thời thượng.
kìa, ọt ở bên Sakira. Sakira giết ọt thì thằng tên lại ở đây nó sẽ ra. Ấy, thằng tên ai nè? Rồi, thằng ai bên này chết. Mẹ, nó chết lên đam. Chết. Rồi, thằng này dễ kìa. Xong hết rồi nhé. Thằng tử bị ấy này, ai chứ? Ở đây có phe. Phe không được, được phe không bắn, cho bắn hộ. Bắn hộ, bắn con này, bắn hộ con này. Không. Ok, bắn chết con này hộ gái, bắn chết. Con phe bắn được. Phe bắn được. Bắn được, anh giết được. Đi. Rồi xuống đi. Rồi bị chết rồi. No. Chạy trên này. Hãy dưới anh liên vực. Ui, đau. Khách nhở. Tao biết quá. Ui mẹ, nó bắn thổi văng ra ngoài luôn, tí đi ỉa. Cái viên đạn đó, mình đang bay nó thổi cái lật người luôn. Rồi, xuống đây các bạn. Ai bị đấy? Giờ đó. Ở trên này. Con nạc bị đấy. Trái dưới. Tí phe lại với Lemon lại như cũ phải không? Để bắn bên phải không vậy? Ok, bắn bên phải. Rồi, lên đá. Rồi. Con phe cầm mấy nhỉ? Cầm búp à? Được không? Vẫn chạy ra kịp mà, mọi người đứng sẵn với nó đi. Rồi, vô kìa. Malit, Umbala, Malit. Finisher. Malit chăng? Nếu có Malit à. Malit. Oh, mà gì cái má mà cô mà tơi kiểu có Malit. Nghe đồn căng thế, con chọn vừa ra. Fuck bệ. Thế mà sao đợt này lâu thế nhỉ? Siêu tập làm gì đấy mơn? Mày vừa xó. Có chắc tự 3 chuẩn run.